ngày 12 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 4 bị cáo gồm Nguyễn Thị Mỹ Trang, 41 tuổi, Trần Thị Hương, 48 tuổi, Trần Thị Kim Xuân, 42 tuổi, Lê Văn Tánh, 42 tuổi, cùng trú huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Trong vụ này còn có bị can Bùi Hữu Duy, 37 tuổi, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, bị xét xử về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo nội dung phiên tòa, do nợ nần không có khả năng trả, từ năm 2016, Trang nghĩ cách lừa đảo những người có quen biết nhờ mối làm ăn trước đó với mình. Trang nói với 6 nạn nhân ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An là có bạn làm mở 3 công ty tại thành phố Đà Nẵng và một số nhân viên ngân hàng, công ty bảo hiểm. Những công ty, doanh nghiệp này cần huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, có chính sách ưu tiên cho nhân viên của họ. Nếu huy động được vốn, tham gia đóng bảo hiểm thì được trả lợi nhuận cao. Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2016 đến tháng 1 năm 2022, Nguyễn Thị Mỹ Trang đã chiếm đoạt của 6 nạn nhân tổng tài sản trị giá gần 21,7 tỷ đồng. Các đồng phạm vào vai nhân viên, lãnh đạo công ty giúp Trang lừa đảo được bị can này chia phần. Cụ thể, Xuân được chia 150 triệu đồng, Hương được 193,9 triệu đồng và Tánh được 36 triệu đồng. Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Trang án chung thân, Trần Thị Kim Xuân 16 năm tù, Trần Thị Hương 15 năm tù, Phan Văn Thánh 12 năm tù và Bùi Hữu Duy 1 năm 6 tháng tù.